ba thanh niên khiến các cô gái bán dâm ở Bình Dương lo sợ. Nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi đánh gái mại dâm để đòi tiền bảo kê. Các đối tượng tại cơ quan công an, ngày 11 tháng 6, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương cho biết đã tạm giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng bạo lực, đe dọa cưỡng đoạt tài sản của gái bán dâm. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Lê Văn Hà, sinh năm 1990, Lê Văn Tư, sinh năm 1995, Vi Văn Thành, sinh năm 1993, cùng quê tỉnh Thanh Hóa, và Nguyễn Phước Giào, sinh năm 1989, quê tỉnh An Giang. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trên đều nghiện ma túy, không có việc làm. Để có tiền chơi ma túy, cả nhóm rủ nhau đến các khu vực có gái bán dâm để đe dọa đánh, đòi tiền bảo kê với giá 2 triệu đồng mỗi tuần. Do không thu được tiền bảo kê nên khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 6, các đối tượng Hà, Thành, Giao điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí đến trước căn kiosk thuộc khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao đuổi đánh một số gái bán dâm tại đây gây thương tích. Do lo sợ nên ngày 5 tháng 6, chị L cùng nhóm gái bán dâm trên đã đưa 1,5 triệu đồng cho đối tượng Tư. Số tiền này Tư chia cho Hà, Thành mỗi người 200.000 đồng, còn lại Tư sử dụng vào mục đích cá nhân.